Để hỗ trợ trẻ tự kỷ dần cải thiện các khiếm khuyết về nhận thức, trí tuệ, vận động, nhiều giải pháp đang được Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh áp dụng. Trong đó, hoạt động hợp tác, trao đổi chuyên môn với tình nguyện viên đến từ Pháp đã giúp các y bác sĩ bệnh viện nâng cao năng lực chẩn đoán điều trị, can thiệp sớm cho trẻ. Một buổi hướng dẫn thực hành của đoàn tình nguyện Pháp cùng đội ngũ kỹ thuật viên bệnh viện về các phương pháp giao tiếp thay thế và tăng cường. Thay vì sử dụng lời nói, hoạt động giao tiếp cùng trẻ được thực hiện thông qua các hình ảnh và biểu tượng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cha mẹ trẻ tự kỷ cách chăm sóc, đồng hành cùng con trong quá trình điều trị. Tới đây vẫn sẽ có hợp tác, trao đổi chuyên gia nhằm hỗ trợ phát hiện sớm, can thiệp hiệu quả cho trẻ tự kỷ tại cộng đồng. Ngoài ngôn ngữ trị liệu, năm 2023, đoàn tình nguyện Pháp cũng hỗ trợ bệnh viện phương pháp trị liệu bằng giác quan. Thông qua đó giúp cán bộ, y bác sĩ nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, can thiệp sớm, hiệu quả cho trẻ tự kỷ. Khi được các chuyên gia người Pháp hỗ trợ trong mảng trị liệu giác quan cho trẻ tự, các kỹ thuật viên của chúng tôi đã có thể là đưa vào các bài tập xử lý cho các trẻ về rối loạn về thị giác, thính giác hoặc là xúc giác. Từ đó thì trẻ có cái nền tảng ban đầu về phát triển vận động hay là ngôn ngữ hoặc là nhận thức. Nhiều trẻ đã có chuyển biến tích cực trong quá trình điều trị ạ. Thông qua hoạt động hợp tác đào tạo, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã tiếp cận, áp dụng nhiều phương pháp điều trị mới như trị liệu bằng giác quan, âm nhạc, y học cổ truyền, thúc đẩy nhanh hơn quá trình phục hồi kỹ năng nghe nói, cử chỉ, hành động mà trẻ tự kỷ đang bị khiếm khuyết. Tôi rất là ủng hộ. Thì đối với con tôi thì khi mà tham gia các hoạt động thì tôi thấy được cháu về nhà thì rất là tích cực. Và trên cơ sở là cháu rất là thích được giao tiếp với bạn bè và người thân trong gia đình. Mỗi ngày, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh tiếp đón và điều trị cho 140 trẻ có dấu hiệu mắc các hội chứng tự kỷ. Việc triển khai các phương pháp trị liệu mới không chỉ giúp trẻ cải thiện khiếm khuyết, có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng mà còn góp phần nâng tầm bệnh viện, tạo niềm tin trong nhân dân.